Học văn chị Hiên hơn cả một bài văn. Các bạn đã biết thông tin gì chưa? Đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé. Còn bây giờ thì cùng nghe audio với chị thôi. Các bạn thân mến, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần audio đọc truyện này. Ở trong phần audio trước, chúng ta đã cùng với nhau đi hết 2/3 chặng đường của một trong những thiên truyện trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Kim Lân. Đó là truyện ngắn Vợ Nhặt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với thiên truyện Vợ Nhặt để xem là với những diễn biến đã xảy ra khi bà cụ Tứ trở về và nhìn thấy cô vợ Nhặt ở trong nhà thì sẽ có những cư xử như thế nào các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu tiếp tục truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Chàng chợt đứng dừng lại lắng tai nghe. Ngoài ngõ có tiếng người hung hăng ho. Một bà lão từ ngoài rặng tre lỏng khọc đi vào ngõ. Bà lão vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán gì trong miệng. Thấy mẹ, chàng reo lên như một đứa trẻ và gọi với vào trong nhà. U đã về đấy. Hắn lật đật chạy ra đón. Hôm nay sao U về muộn thế, làm tôi đợi nóng cả ruột. Bà cụ Tứ nhấp nháy hai con mắt nhìn chàng, chậm chạp hỏi. Có việc gì thế vậy? Thì U hẵng cứ vào trong nhà đã nào. Bà lão phấp phỏng bước theo con vào trong nhà. Đến giữa sân, bà lão đứng sững lại. Bà lão càng ngạc nhiên hơn. Quái, sao lại có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình thế kia? Sao lại chào mình bằng U? Không phải con cái đục mà. Ai thế nhỉ? Bà lão hấp háy cặp mắt cho đỡ nhoèn, vì tự dưng bà lão thấy mắt mình nhoèn ra thì phải. Bà lão nhìn kỹ người đàn bà lần nữa, vẫn không nhận ra người nào. Bà lão quay lại nhìn con, tỏ ý không hiểu. Chàng tươi cười. Thì U hẵng cứ vào ngồi lên giường lên giếc chĩnh chện cái đã nào. Bà lão lập cập bước vào. Người đàn bà tưởng bà lão già cả điếc lác thì cất tiếng chào lần nữa. U đã về à? Ô hay, thế là thế nào nhỉ? Bà lão băn khoăn ngồi xuống giường. Chàng nhắc mẹ. Kìa, nhà tôi nó chào U. Thấy mẹ vẫn chưa hiểu, hắn bước lại gần nói tiếp. Nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy U ạ. Chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau, chẳng qua nó cũng là cái số cả. Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi, lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Cha ơi, người ta dựng vợ cả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong cái mắt kèm nhèm của bà rủ xuống hai dòng nước mắt. Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống được qua cơn đói khát này không? Bà lão khẽ thở dài đứng lên, đăm đăm nhìn người đàn bà. Thị cúi mặt xuống, tay vân vê tà áo đã rách bợt. Bà lão nhìn thị và bà nghĩ, người ta có gặp bước khó khăn đói khổ này, người ta mới lên đến con mình mà con mình mới có vợ được. Thôi thì bổn phận của bà là mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con. May ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này thì thằng con bà cũng có vợ, nó yên bề nó. Chẳng may ra ông trời bắt chết cũng phải chịu, chứ biết thế nào mà lo cho hết được. Bà lão khẽ sẵn hắng một tiếng, nhẹ nhàng nói với nàng dâu mới. Ừ thì thôi, thôi thì các con đã phải xuyên phải kiếp với nhau. U cũng mừng lòng. Chàng thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi.
Hắn ho khẽ một tiếng, bước từng bước ra ngoài sân. Bà cụ Tứ vẫn từ tốn tiếp lời: "Nhà ta nghèo con ạ, vợ chồng chúng mày liệu mà bảo ban nhau làm ăn, rồi ra may mà ông rời cho khá, biết thế nào hả con? Ai giàu ba họ, ai khó ba đời, có ra thì rồi con cái chúng mày về sau." Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài, bóng tối trùm lấy hai con mắt. Ngoài xa dòng sông sáng trắng uốn khúc trong cánh đồng tối, mùi đốt đống giấm ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt. Bà lão thở ra nhẹ một hơi dài. Bà lão nghĩ đến ông lão, nghĩ đến đứa con gái út. Bà lão nghĩ đến cuộc đời cực khổ dài dằng dặc của mình. Vợ chồng chúng nó lấy nhau, cuộc đời chúng nó liệu có hơn bố mẹ trước kia không? "Con ngồi xuống đây, ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân." Bà lão nhìn người đàn bà lòng đầy thương xót. Nó bây giờ là dâu là con trong nhà rồi. Người đàn bà khẽ nhúc nhích thì vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ. Bà lão hạ thấp giọng xuống thân mật: "Kể ra con làm được dăm ba mâm thì cũng phải đấy. Nhưng nhà mình nghèo, cũng chả ai người ta chấp nhận gì cái lúc này. Cốt làm sao chúng mày hòa thuận là u mừng rồi. Năm nay thì đói to đấy. Chúng mày lấy nhau lúc này u thương quá." Bà cụ nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng. Chàng đứng ngoài thấy vậy, hắn bực mình quá hầm hầm bước vào trong nhà, đánh diêm đốt đèn. Thấy sáng, bà lão vội vàng lau nước mắt ngừng lên: "Có đèn đấy à? Ừ, thắp lên một tí cho sáng sủa. Dầu bây giờ đắt gớm lên đấy mày ạ." Bà lão đứng dậy uể oải sang giường bên kia nằm. Chàng lầu bầu trong miệng: "Chán quá, chẳng đâu vào đâu, tự nhiên cũng khóc." Tiếng bà cụ Tứ bên kia nói phới sang: "Hôm nào nghỉ ở nhà kiếm lấy ít đứa về đan cái phên mà ngăn ra mày ạ." "Vâng." Chàng ngoan ngoãn đáp lời mẹ. Hắn toan quay lại bảo thị cởi áo đi nằm, nhưng thấy thị ngồi bần thần dưới chân giường, tự nhiên hắn lại không dám. Hắn lặng lặng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cả hai cùng sượng sùng chả biết nói gì. Ánh đèn vàng đục ở góc nhà tỏa ra ấm áp và kéo dài hai cái bóng trên vách. Bên ngoài, gió từ mặt sông thổi lên rì rào như tiếng người thầm thì nói chuyện. Giữa sự im lặng của đôi vợ chồng mới, có tiếng ai khóc hờ. Có tiếng ai hở khóc, ngoài xóm lọt vào tỉ tê lúc to lúc nhỏ. Người đàn bà bỗng thở dài, chàng quay lại khẽ hỏi: "Buồn à?" "Không." "Gớm, sao lúc này nói chuyện dai thế, đợi sốt cả ruột." Thị lườm hắn không trả lời, hắn xích lại cười cười: "Thôi khuya rồi đấy, ngủ đi." Thị cũng giơ tay củng vào trán hắn: "Chỉ được cái thế là nhanh, dơ." Hắn cười khì khì, vươn cổ thổi tắt phụt ngọn đèn. Trong đêm khuya, tiếng hở khóc tỉ tê nghe càng rõ. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên bằng con sào, chàng mới trở dậy. Trong người êm ái lửng lơ như người vừa từ trong giấc mơ đi ra. Việc hắn có vợ đến hôm nay, hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải. Hắn chắp hai tay sau lưng, lững thững bước ra sân. Ánh nắng buổi sáng mùa hè sáng loá soi vào hai con mắt còn cay xè của hắn. Hắn chớp chớp liên hồi mấy cái và bỗng vừa chợt nhận ra xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi mới mẻ, khác lạ. Nhà cửa sân vườn hôm nay đều được quét tước thu dọn sạch sẽ gọn gàng. Mấy chiếc quần áo rách như tổ đỉa vẫn vắt khươm mươi niên ở một góc nhà đã thấy đem ra sân hong. Hai ăn nước vẫn để khô cong ở dưới góc ổi đã kín nước đầy ấm áp. Đống rác mùn tung hoành ngay lối đi đã được hót sạch. Ngoài vườn người mẹ đang lúi húi rẫy những búi cỏ mọc nham nhở. Vợ hắn quét lại cái sân, tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất. Cảnh tượng thật đơn giản, bình thường, nhưng đối với hắn lại rất thấm thía cảm động. Bỗng nhiên, hắn thấy hắn yêu thương, gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Hắn đã có một gia đình, hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy. Cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng, một nguồn vui sướng phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng. Bây giờ, hắn mới thấy hắn nên người. Hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này.
Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà. Bà cụ Tứ thấy con trai đã dậy, bà lão nhẹ nhàng bảo nàng dâu: "Anh ấy dậy rồi đấy, con đi dọn cơm ăn chẳng muộn." "Vâng." Người đàn bà lẳng lặng đi vào trong bếp. Chàng nom thị hôm nay khác lắm. Rõ ràng là người đàn bà hiền hậu đúng mực, không còn vẻ gì trao chắt chồng lòn như mấy lần chàng gặp ở ngoài tỉnh. Không biết có phải vì mới làm dâu mà thị tu trí làm ăn không. Bà mẹ chàng cũng nhẹ nhõm tươi tỉnh khác ngày thường. Cái mặt bủng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên. Bà lão xăm xắn thu dọn quét tước nhà cửa. Hình như ai nấy đều có ý nghĩ rằng thu xếp nhà cửa cho quang khỏe, nề nếp thì cuộc đời của họ có thể khác đi, làm ăn cơ có thể khâm khá hơn. Bữa cơm ngày đó trông thật thảm hại. Giữa cái mẹt rách có độc một lùm rau chuối thái rối và một đĩa muối ăn với cháo. Nhưng cả nhà đều ăn rất ngon lành. Bà cụ vừa ăn vừa kể chuyện làm ăn, gia cảnh với con dâu. Bà lão nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này. "Chàng ạ, khi nào có tiền ta mua lấy đôi gà. Ta tin rằng cái chỗ đầu bếp kia làm cái chuồng gà thì tiện quá. Này ngoảnh đi ngoảnh lại, chả mấy mà có ngay đàn gà cho mà xem." Chàng chỉ vâng, chàng vâng rất ngoan ngoãn. Chưa bao giờ trong nhà này mẹ con lại đầm ấm hòa hợp như thế. Câu chuyện trong bữa ăn đang đà vui bỗng ngừng lại. Niêu cháo lõng bõng mỗi người được có lưng lưng hai bát đã hết nhẵn. Bà lão đặt đũa xuống, nhìn hai con vui vẻ: "Chúng mày đợi u nhá, tao có cái này hay lắm cơ." Bà lật đật chạy xuống bếp lễ mễ bưng ra một cái nồi bốc khói nghi ngút. Bà lão vừa đặt nồi xuống bên cạnh mẹt cơm, cầm cái môi vừa khuấy khuấy vừa cười: "Chè đây." Bà lão múc ra một bát: "Chè khoán đây, ngon đáo để cơ." Người con dâu đón lấy cái bát đưa lên mắt nhìn. Hai con mắt thì tối lại. Chị điềm nhiên vào miệng. Chàng cầm cái bát thứ hai mẹ đưa cho. Người mẹ vẫn cười tươi đon đả: "Cám thế mày ạ. Hì, ngon đáo để. Cứ thử ăn mà xem. Xóm ta khối nhà còn chả có cám mà ăn đấy." Chàng cầm đôi đũa, gợt một miếng bỏ vội vào miệng. Mặt hắn chun ngay lại. Miếng cám đắng chát và mẹ bứ trong cổ. Bữa cơm từ đấy không ai nói câu gì. Họ cắm đầu ăn cho xong lần. Họ tránh nhìn mặt nhau. Một nỗi tủi hờn len vào tâm trí mọi người. Ngoài đình bỗng dội lên một hồi trống dồn dập vội vã. Đàn quạ trên những cây gạo chót cao chót vót ngoài bãi, ngoài bãi chợ hốt hoảng bay phủ lên, lượn thành từng đám, bay vần lên trên nền trời như những đám mây đen. Người con dâu khẽ thở dài. Chị nói lí nhí trong miệng: "Trống gì đấy u nhỉ?" "Trống thúc thuế đấy. Đằng thì nó bắt rồng đay, đằng thì nó bắt đóng thuế. Giờ đất này không chắc đã cho sống qua được đâu các con ạ." Bà lão vội ngoảnh ra ngoài. Bà lão không dám để con dâu nhìn thấy bà khóc. Người con dâu có vẻ lạ lắm. Thị lầm bầm: "Ở đây vẫn phải đóng thuế cơ à?" Im lặng một lúc thì lại tiếp: "Trên mạn Thái Nguyên Bắc Giang, người ta không chịu đóng thuế đâu. Người ta còn phá cả kho thóc của Nhật chia cho người đói nữa đấy." Chàng thần mặt ra nghĩ ngợi. Cái mặt to lớn bặm lại khó đăm đăm. Miệng cám ngập trong miệng, hắn đã bã ra chát xít. Hắn đang nghĩ đến những người phá kho thóc Nhật. Chàng vội hỏi trong miếng ăn: "Việt Minh phải không?" "Ừ, sao nhà biết?" Chàng không trả lời. Trong ý nghĩ của hắn vụt hiện ra cảnh những người nghèo đói ầm ầm kéo nhau đi trên đê sộp. Đằng trước có lá cờ đỏ to lắm. Hôm ấy hắn láng máng nghe người ta nói họ là Việt Minh đấy, họ đi cướp thóc đấy. Chàng không hiểu gì, sợ quá, kéo vội xe thóc của liên đoàn tắt qua cánh đồng đi lối khác. À, ra là họ đi phá kho thóc chia cho người đói. Tự dưng hắn thấy ân hận, tiếc rẻ phần vơ khó hiểu. Ngoài đình, tiếng trống thúc thuế vẫn rồn rập. Mẹ và vợ chàng đã buông đũa đứng dậy. Trong óc chàng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới. Các bạn thân mến, đó là chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Chị hy vọng rằng là với phần đọc truyện của chị thì các em cũng đã có thể hiểu được về diễn biến, về trình tự câu chuyện xảy ra như thế nào rồi.
và chị cũng rất là hy vọng các em sẽ yêu thích câu chuyện này và thường xuyên bỏ sách giáo khoa hay là bất cứ một cuốn sách nào có chuyện ngắn vợ nhặt ra để đọc đi, đọc lại, để hiểu thêm về thiên truyện này của nhà văn Kim Lân các em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên là chị Hiên đang có một khóa học văn dành cho các bạn ở xa, chúng ta có thể học online. Và tất nhiên là các em sẽ có được rất là nhiều những điều thú vị ở trong khóa học này đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gửi lời chào tạm biệt tới nhau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần audio văn học tiếp theo. Thank you.